Ơ, mở nhạc nữa em ạ. Thôi rồi, đi em cao quá. Kéo cúi xuống một tí. Xem vào nhá. Hello, xin chào tất cả các bạn. Ôi, tìm nhanh thế. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Chào tất cả các bạn đang xem livestream. Chào chị Nguyễn Bình, chào Hà Trần, chào Trang Bóng, chào Mai Đan, chào Nghĩa Huynh, chào Lệ Venus, áo cưới Hồng Nghi, chào Thư Huỳnh, chào mọi người nha. Chào tất cả các bạn. Đấy. Mọi người nhìn rõ không ạ? Lâu lắm rồi Mai không livestream hướng dẫn make up. Mọi người thả tim nha, thả tim nha. Em đổi con pen ra. Đứt xong nháp vào đây luôn. Mọi người thả tim đi nhá. Thả tim xong rồi share livestream cho Mai Fan nhá. Hôm nay mọi người muốn Mai Fan tư vấn cái gì nào, mọi người muốn tư vấn cái gì thì mọi người hãy comment để Mai sẽ chia sẻ với mọi người nha. Ngày hôm nay thì một bạn mẫu có cái làn da hơi nhiều mụn một tí. Hơi bị nhiều mụn một chút. Nhưng mà lại rất là khô chứ không phải là một làn da láng mượt, bởi vì cái thời tiết bây giờ là thời tiết giao mùa cho nên là làn da nó bị thiếu nước rất là nhiều. Và các chị em đã chuẩn bị cho mình những cái kiến thức để dành cho những cái làn da ở cái thời tiết hanh khô này chưa ạ? Lên mắt. Chào Lành Ruby, chào Nguyễn Hoa, chào Nguyễn Phương. Rồi chào các cô gái họ Nguyễn, nhiều họ Nguyễn quá. Chào chị Xuân Quý. Tại vì cái này nó không ngọt ngào đâu em ạ. Dụng cụ đeo lên. Đâu hết rồi. Bên đấy xem có cái dụng cụ nào, nhặt cho chị một cái. Hello chị Tươi Béo. Chào Khánh Tiên, chào Huế Makeup. Ừ, chị thiếu một cái đeo len này. Thiếu một cái. Đây rồi, đây rồi. Nhiều họ Nguyễn thì đây họ Lê. Vâng, em chào chị họ Lê. Chào Tần Tượng à. Chào Khánh Tiên. Trời ơi, lâu nhìn thấy Khánh Tiên lại nhớ ra, hình như lâu lâu rồi mình chưa đi Đà Nẵng. Chị muốn nó quay ở trên fanpage nữa. Em viết như thế cũng được. Chị có gửi tin nhắn cho em không đọc à? Đọc không? Nhìn lên. Ok, đã đeo len xong. Mọi người rửa tay thay quần áo chưa? Đeo len xong rồi chuẩn bị make up nha. Chào Tân Đăng Lê, chào Hoàng Hoài Thanh. Ari Bùi ơi, chị chào em. Chị Tươi ơi, hôm nào lên cửa hàng nhá. Tươi béo xinh gái ơi, hôm nào lên cửa hàng nha. Giấy, xin miếng giấy. Chào Hà Nguyễn, chào Hà Nguyễn, chào áo cưới Nguyễn Nhi, chào Phó Thị Anh. Quá lâu ngày. Công nhận là lâu ngày quá rồi. Lâu quá rồi không livestream. Dạo này hơi bị lười biếng với việc livestream chia sẻ makeup. Và hôm nay phải củng cố cái sự lười biếng ngay lập tức mọi người ạ. Có cho chị cái mặt nạ nhé. Chào Minh Lê, chào cả nhà, chào Vũ Thị Hòa, chào Lila, chào Trần Thanh, chào cả nhà nhé. Không biết là cái cam kia mình đã lau chưa nhỉ? Ôi cái điện thoại này phát rồi. Sao lên cái này nó lại tối thui thùi lùi đấy nhở? Em xem thử nhá. Xem thử xem sao nhá. Chào Út Sinh, chào Phương Thanh, chào Ngọc Mai. Hello Chế à, Chế đã nhìn thấy comment của em rồi. Chào các bạn. Ok, bây giờ chúng mình bắt đầu make up nha. Các bạn ơi, hiện tại thì đang có 169 bạn đang xem livestream của MyFan. Khi mọi người gặp cái làn da mà bị mụn như thế này ạ, khi mọi người gặp cái làn da mà bị nhiều mụn như thế này và nó bị khô nữa thì mọi người sẽ dùng những sản phẩm gì để xử lý làn da này ạ? Thì mọi người sẽ dùng cái gì để khắc phục cho cái làn da này ạ? Mọi người có thể chia sẻ cho MyFan biết là mọi người sẽ xử lý theo cách nào được không? Chúng mình hãy comment cái cách mà chúng mình xử lý khuyết điểm cho làn da này cho MyFan biết với. Sau đó thì Mai sẽ chia sẻ cách làm của Mai tới mọi người. Hello hello, chào Trang nhá, chào Ngọc Kim, chào mọi người nha. Thế cái điện thoại nó không ăn rồi. Không chẳng đợi á. Thế thì xe lại thôi nhỉ. Sao cũng là hai cái, em xem lại cái MyFan xem. Hai cái đặt cùng chỗ mà sao nó chán rồi đấy. Cái này thì sao? Sao đúng không? Cái xịn hơn. Thế tóm lại là bây giờ mà livestream thì hãy mua iPhone XS Max. Ít nhất là từ XS Max trở lên đúng không? Đang đặt hai cái máy livestream mọi người ạ. Nhưng mà công nhận rằng là có tiền nó sẽ có hơn. Đặt cái con máy 7+ live nó tối thui thùi lùi, xấu ơi xấu. Kiểu nó không đủ ánh sáng á. Còn đặt cái con máy XS Max thì nó sáng và đẹp hơn hẳn. Đó, cho nên là chúng mình khi mà làm nghề make up ý, các bạn hãy cố gắng có sự đầu tư khả dĩ nhất để cái sản phẩm khi mà mình muốn gửi gắm tới khách hàng ấy nó được hoàn hảo nhất nhá. Với cả họ sẽ thấy được là họ sẽ thấy được là cái sản phẩm mình làm lên nó chất như thế nào, nó đúng như thế nào á, nó không bị sai ấy. Chào chị Phước Lộc Thành Thành nhá, chào mọi người. Bắp bơi, lâu lắm rồi chị mới livestream. Đúng rồi, chào hello Dương Hoàng Yến, chào cô gái xinh đẹp, chào cô gái xinh đẹp của chị nha. Hello cả nhà ơi, cả nhà cùng thả tim cho Mai nhá. À, mọi người ơi, mọi người có nghe thấy rõ Mai Phan đang chia sẻ với mọi người không ạ? Và mọi người xem có nét không ạ? Hello hello. Bây giờ chúng mình sẽ bắt đầu make up nhá. Mai có hỏi mọi người rằng là khi mà gặp cái làn da mụn như thế này thì mọi người sẽ xử lý theo cách nào, nhưng mà chẳng thấy ai trả lời cả, cho nên là thôi bây giờ mình đành phải tự trả lời câu hỏi vậy. Khi mà gặp cái làn da này ấy, thì cái bề mặt da với cái thời tiết giao mùa như thế này nó rất là hanh khô. Đấy là cái thời tiết của miền Bắc nói riêng là nó rất là hanh khô. Thế thì chúng ta cần phải khắc phục được cái bề mặt da của khách hàng là cho nó hết khô đã. Các bạn hãy tẩy da chết trước khi mà chúng ta xử lý các bước tiếp theo nhé. Tẩy da chết, sau đấy thì đắp mặt nạ vào để cho cái làn da của khách hàng được cấp ẩm một cách nhanh nhất. Trong tất cả các bước dưỡng, thì mặt nạ sẽ là cái sẽ là cái cách mà đưa cái sản phẩm dưỡng ẩm vào da mặt một cách nhanh nhất, so với tất cả những cái bước dưỡng khác. Đó là cái lý do mà Mai muốn chia sẻ với mọi người, để các bạn khi mà các bạn make up cho khách hàng ấy, chúng mình sẽ có được những cái hiệu quả, được những cái lớp nền nó thực sự hiệu quả cho cô dâu, cho khách hàng của chúng ta được make up làm sao mà thật đẹp nhất, lớp nền lúc nào cũng láng mượt và căng mọng nhất. Bạn nào mà theo dõi đến cuối livestream ngày hôm nay thì Mai cái phần cuối cùng, cái phần rất là quan trọng, Mai sẽ chia sẻ về cái lớp nền vừa láng mượt vừa căng bóng và rất là mỏng mịn nữa. Nó sẽ có từng bước theo quy trình như thế nào để cái làn da mà nhiều mụn như thế này, sẽ láng mượt mịn. Ok, bây giờ mình đắp mặt nạ đã nha. Thì trong cái lúc mà đắp mặt nạ như thế này thì chúng ta hãy thao tác các bước khác để khách hàng của chúng ta không phải ngồi chờ. Ok, chào mọi người, chào cả nhà. Mọi người ơi, mọi người comment cho Mai nhìn thấy comment của mọi người đi ạ. Bởi vì đang xem livestream, đang nhìn vào livestream thì không thấy comment của ai cả, hay là nó bị ẩn comment, hay là nó bị làm sao mà không đọc được comment của ai hết. Áo cưới Xuân Mân sao nghe nhỏ quá chị ơi. Bây giờ đã nghe to hơn chưa Xuân Mân ơi? Nghe nhỏ lắm. Hoàng Giang ơi, chị chào em nhá. Ở trên fanpage thì thấy mọi người comment rất là nhiều, còn ở trang cá nhân thì không nhìn thấy comment của mọi người đâu. Mọi người vào xem livestream rồi thì hãy chấm một cái, comment một cái để chúng mình nhìn thấy nhau. Vừa livestream cho mẫu như vậy bánh son cho mình chị ạ. Để thế nào lỡ trông mặt ôi kinh. Chị không thể lái trắng mà. Thế à chị? Cô lái nó không thể à đấy. Không thể ở trang cá nhân đấy ạ. Chết cha. Đấy. Em thấy mà. Thấy rồi, có rồi mà cô. Em thấy rồi. À đây, bây giờ nhìn thấy rồi. Bây giờ đã nhìn thấy comment của mọi người rồi. Hello hello. Ok, bây giờ đã nhìn thấy rồi thì Mai sẽ bắt đầu chia sẻ makeup với mọi người nhé. Chào chị Mai Trần, chào Quỳnh Cun, chào Tường Vi Võ Thị, chào Phước Hiệp, Họa Mi ơi, xin chào em, xin chào cả nhà nhé. Hằng Hip đã nhìn thấy comment của Hằng Hip rồi. Chào Đinh Tố Quỳnh, chào Công Tuần đẹp trai. Bây giờ thì trong lúc mà chúng ta chờ đợi để cho cái làn da này được thẩm thấu dưỡng ẩm một cách tốt nhất thì chúng mình sẽ đi vẽ lông mày và cấp cho đôi mắt trước. Và khi mà chúng ta vẽ lông mày và make up cho đôi mắt thì chúng ta cũng sẽ phải tỉa lông mày gọn gàng. Sau đấy thì vẫn sử dụng kem nền lên những cái vùng da này nha các bạn nhé. bắt buộc chúng ta vẫn phải sử dụng kem nền lên những cái vùng da này thì chúng ta mới có được những cái đường nét vẽ nó bật lên được. Xin chào Thanh Tâm Nguyễn, xin chào chị Mai Anh, chào Hà Nguyễn, bạn Lê Huyền Trang, chào cô Mai Phan. Chào Huyền Trang nhá, chào mọi người nha. Bạn Chuốt Sinh mới đánh nền mà khách ra mồ hôi nhiều, phủ phấn nó bị chóc thì làm sao để khắc phục vậy chị? Khi mà đánh nền mà khách hàng của chúng ta bị ra mồ hôi nhiều ấy thì em chú ý là lấy giấy ăn nhá. Hãy lấy giấy ăn, mềm ấy, thấm hết mồ hôi đi, và sau khi mà thấm mồ hôi xong mà lớp nền của em nó bị trượt thì em hãy sử dụng, nếu mà bị trượt nhiều, khi mà bị trượt nhiều thì hãy sử dụng kem che khuyết điểm phủ lên cái vùng da đấy và sẽ phủ lại bằng phấn nén nhá. Như vậy thì nó sẽ cover lại hết những cái vùng da mà vừa mới bị hỏng xong. Và yên tâm là cái lớp nền ở cái vùng da đó nó lại mượt như mới em nhá. Xin chào chị Diễm Huỳnh, xin chào Thi Baby, xin chào Hà Lily. Bạn Dương Phượng, đắp mặt xong thì có phải rửa không chị? Có em ơi, khi mà đắp mặt xong ấy, mình vẫn nên sử dụng lại bông tẩy trang, thấm nhẹ đi nhá, cho một chút nước vào thấm chứ không đến mức phải đi rửa mặt đâu. Chỉ cần cho một tí nước vào trong cái bông tẩy trang, sau đấy mình sẽ thấm nhẹ nhàng đi là được. Và các bạn sẽ cung cấp lại dưỡng ẩm từ đầu hoặc là kem lót tạo bóng tùy theo làn da để chúng ta trang điểm được một cái lớp nền đẹp hoàn hảo nhé. Và bây giờ thì mình sẽ trang điểm cái nền cho vùng mắt và vùng lông mày. Sau đấy thì chúng ta mới tiến hành đến các bước make up cho đôi mắt này. Bạn Nguyễn Hoa hóng mãi để mua mỹ phẩm giá gốc, đúng hôm mai live thì mình lại bận không vào xem được. Thế à, trời ơi. Thôi thế thì mua giá không gốc đi, để còn được dùng sản phẩm. Chờ nó hơi bị lâu đấy. Lâu lâu mới live stream giá gốc một lần thôi, không thì nhân viên check đơn với cả nhân viên đóng hàng các bạn ấy kiện chết. Bởi vì giá gốc là nhân viên khổ sản phẩm và vẫn phải làm việc như bình thường. Ok, chúng mình sẽ vẽ lông mày trước nhé. Chị đen của chị rồi. Trong lúc mà Mai sẽ đang make up thì mọi người hãy comment những gì mà mọi người đang quan tâm, những điều gì về make up hay là về mỹ phẩm mà các bạn quan tâm thì các bạn hãy cứ comment đầy đủ nhá. Mai sẽ trả lời hết tất cả các câu hỏi của các bạn nha. Và mọi người đừng quên share livestream này của Mai Phan nhá. Nhớ là đừng quên share livestream đó. Với cặp lông mày người sợi thì nó đã quá quen thuộc và không còn xa lạ gì với mọi người nữa rồi. Tuy nhiên là chúng mình hãy gẩy theo đúng cách và đúng cái tiêu chuẩn mà mình muốn make up theo phong cách như thế nào. Ví dụ như là make ứng dụng thì các bạn hãy gẩy sợi ứng dụng thôi, đừng có gẩy quá. Còn chúng ta make thời trang thì sẽ phụ thuộc theo cái phong cách mà chúng ta lựa chọn để chúng ta có được một cặp lông mày phù hợp nhất với cái tông make up của chúng mình. Xin chào áo cưới Oanh Oanh, xin chào Nguyễn Thị Bích, chào chị Hà Giang, chào Thảo Phương Trần. Bạn Tương Phượng, em cũng phải làm quyển sổ để ghi chép lại. Hẳn là làm quyển sổ để ghi chép luôn. Ôi thế là không phải đi học đâu đấy. Chỉ xem livestream thôi ghi chép lại đầy đủ kiến thức rồi đó. Beauty cuốn quá. Chào Bích xinh gái. Ôi lên đây để chào cô giáo xinh đẹp. Cô giáo lúc nào cũng xinh đẹp rồi. Chào cô giáo bình thường thôi nhá Bích nhá. Oh, hello chị Jumi Trần. Hình như là lâu lắm rồi Facebook của em mới tương tác đến Facebook của chị hay sao ấy. Chị em mình khá lâu rồi không gặp nhau. Không gặp nhau ở ngoài mà còn không cả gặp nhau trên Facebook luôn đấy. Dạo này Facebook cắt tương tác kinh khủng mọi người ạ. Đến khoảng nửa năm trở về đây thì Facebook nó rất là hạn chế tương tác, cho nên là tất cả các chị em chúng mình nếu như mà vẫn sử dụng Facebook và vẫn có nhiều các chị em những công việc mà chúng ta cần phải có Facebook để lan tỏa thì hãy chăm chỉ sử dụng và comment bài viết cho nhau nhá. Comment bài viết cho nhau, chia sẻ bài viết cho nhau thật nhiều để Facebook của chúng ta nó đỡ đi một phần bị mất tương tác. À, chân mày nhìn là biết ngay nhà chị Mai Phan, đúng rồi Chí Bảo ơi. Nhìn là biết liền. Mọi người đoán xem hôm nay Mai Phan sẽ make up tông gì, với phong cách như thế nào. Nói thật là Facebook bây giờ nó mất tương tác đến nỗi gọi là kiểu ở livestream không có người xem mấy, bởi vì Facebook mình không tương tác được đến mọi người ấy. Cho nên là đấy cũng là lý do mà bị lười livestream hơn trước. Và gần đây thì Mai khi mà lười livestream hơn thì Mai lại chăm chỉ phát triển kênh YouTube. Mọi người có thể subscribe kênh YouTube của Mai để chúng ta thường xuyên theo dõi những cái clip makeup mới ở trên đó nhé. Và khi mà xem ở trên clip thì nó sẽ nhanh hơn, mọi người xem đỡ mất thời gian hơn. Tuy nhiên thì cái hướng dẫn ở trên đó thì nó sẽ không được tỉ mỉ như là hướng dẫn livestream như thế này. Xin chào Nhung Candy, xin chào Nguyễn Thu Trang, chào Huế Phan, chào Trang Thùy Nguyễn. Bạn Mai Đoàn, mặt nạ gì vậy chị ơi? Mặt nạ, chị đang dùng mặt nạ của bạn nhân viên. Bạn nhân viên dùng mặt nạ gì nhỉ? Nói chung là mặt nạ gì nó cũng sẽ cung cấp dưỡng ẩm nhanh hơn là chúng ta bôi dưỡng rất là nhiều nhé em nhé. Ngày hôm nay thì khi mà cái bạn mẫu đến thì thấy là cái làn da của bạn ấy, rất là nhiều mụn và cái bề mặt da lại rất là khô. Thế là mặt nạ thực sự là không hề có sự chuẩn bị trước. Mà đây là vừa mới lấy mặt nạ của bạn nhân viên của Mai Phan sử dụng, hay sử dụng cái mặt nạ này là của The Face Shop nhé các bạn nhé. Thì Mai thấy rằng là nó cũng khá là nhiều độ ẩm và không bị nhờn. Quan trọng nhất là nó không bị nhờn da mặt đấy. Xin chào Bùi Phương Thảo, chào Sâm Nguyễn, chào Nguyễn Ngọc Linh, chào Phan Thị Hương Lan, chào Ngọc Mai. Bạn Nhi Nguyễn, em Mai make up là xuất sắc. Trời ơi, chị đã quá khen. Cảm ơn chị Nhi Nguyễn xinh gái. Khi mà các bạn nắm được công thức để gẩy sợi lông mày ấy, thì quả thật là một cặp lông mày gẩy sợi nó rất là nhanh, nó không bị mất thời gian như là chúng ta làm lông mày tàn bột. Ví dụ như lông mày tản bột mọi người làm ấy, mọi người sẽ thấy rằng là có những cái phần lông mày mà họ bị thưa hay là họ bị phun xăm, hay là sợi lông mày thật thì quá là đen, mà những cái vùng mà thiếu sợi lông mày thì nó lại chả có cọng nào ấy. Thì nếu như làm tản bột thì lông mày đó sẽ rất là khó khăn để có thể làm cho giữa cái phần có sợi lông mày và không có sợi lông mày nó đều nhau được. Nhưng mà khi mà các bạn biết gẩy sợi đúng cách ấy, thì lại thấy rất là đơn giản và rất là dễ, và khắc phục được hết những cái phần nhược điểm đó. Xin chào chị Vũ Xuân, chào Nguyễn Ngọc Hà, chào Thanh Hà Nguyễn, bạn áo cưới Xuân Mân. Chị ơi em có trộn nền mát với Makeup Forever chung nhưng mà đánh nền thì nó bị vỡ liền. Nếu gặp cô dâu ra mồ hôi ít hàm dâu thì xử lý như thế nào? Nó bị vỡ ngay lập tức thì có thể là em đưa cái kem nền đó vào với cả cái làn da đấy nó chưa phù hợp ấy. Bởi vì với Makeup Forever Ultra HD, với Makeup Forever Water Blend đấy thì em chỉ trộn với mask và dùng trong trường hợp là dùng cho da dầu hoặc là da hỗn hợp dầu thôi. Còn nếu mà em dùng cho da khác thì nó sẽ không có hiệu quả cao đâu. Cho nên là mình cần phải phân biệt được rõ ràng cái làn da của khách hàng thuộc nhóm da gì để chúng ta sử dụng sản phẩm cho nó hiệu quả nhất nhé các bạn nhé. Điều đấy rất là quan trọng đấy ạ. Em không đọc ở trên à? Em thể đọc đầy đủ ở trên, đừng có bỏ qua ở trên. Mọi người tưởng là mình không để ý ở trên. Cả nhà ơi, cả nhà nhớ share livestream cho Mai Fan nhá, để tạo tương tác giúp Mai nhá. Bạn nào mà chăm share livestream cho Mai Fan và share livestream nhiều ấy thì xin hứa là livestream lần sau sẽ phải làm một mini game để tặng thật là nhiều quà tặng cho mọi người. Lần này livestream không có sự chuẩn bị hay không có quà cáp gì hết. Không hiểu tại sao cái điện thoại trên nó vẫn tối thui thùi lùi nhỉ? Đều thật. Chào chưa? Bà cứ cầm điện thoại và ôm điện thoại đi. Đứng đọc thì đọc cho đàng hoàng. Xin chào chị Thế Anh Vũ, chào Phạm Hoa, chào Góc Nhỏ Trong Tim, chào Uyên Paris, chào Nghiêm Hương Giang, chào Uyên Nhi. Ôi dồi ôi, nghìn năm rồi mới gặp Thế Anh Vũ ở trên Facebook của Mai Fan. Chào chị đẹp. Dạo này mỗi ngày lên Facebook mà nhìn thấy Thế Anh Vũ là thấy xinh đẹp hơn xưa. Nó không được dịu dàng cho lắm. Và những cái tông makeup này mọi người sẽ make để đi đu đưa thì hợp lý. Chắc là mọi người đang xem livestream mà chắc hẳn là ai đấy ai đó cũng đều nghe bài hát đấy rồi đúng không? Đu đi đu đưa kết nổi tiếng chết đi được. Ra một cái là chị em nào cũng phải nghe. Xong rồi còn thấy ở hát cover các kiểu. Lên chị với mình xuống một chút. Xin chào Nhã Hằng, chào Hảo Trần, chào Vũ Hoàng Yến, chào Huế Nguyễn, chào Nguyễn Thị Kim Ngân. Bạn áo cưới Xuân Mân, chị có thể chỉ cho em cách phân biệt các loại da được không ạ? Cách phân biệt các loại da, thật ra nếu như mà khi mà chị chỉ cho em ý thì chị có thể nói công thức cho em để em biết được, nhưng mà nó cũng sẽ không được hiệu quả và thực tế như là em đến gặp trực tiếp chị. Bởi vì khi em gặp trực tiếp chị thì chị có thể chỉ công thức cho em, nhưng chị còn chỉ được lên cho em thấy rằng là da mặt như thế nó mới đúng là da dầu hay là nó mới đúng là da hỗn hợp dầu. Còn tất nhiên là các làn da thì đều có những dấu hiệu để chúng ta có thể nhận ra được là làn da đó thuộc làn da như thế nào. Nhưng mà nhiều khi mọi người được nghe rất là đầy đủ rồi nhưng mọi người vẫn không định hình ra được ấy, không hình dung ra được ấy, là làm da đó nó có đúng là da dầu hay nó có đúng là da hỗn hợp dầu hay không. Vậy thì sẽ tóm tắt lại một cách rất là cơ bản nhá, để cho em có thể dễ dàng để hiểu hơn. Tất nhiên sẽ không thể nào mà được như là chúng ta gặp nhau thực tế được, nhưng mà mình vẫn có thể nắm được là khi mà chúng ta gặp một cái làn da mà cái lỗ chân lông to nhá, thì chắc chắn làn da đấy sẽ là làn da có tuyến dầu hoạt động rất là nhiều và nó tiết ra rất là nhiều cái chất nhờn, thì làn da đó nó mới bị lỗ chân lông to. Thì những làn da như thế thì em sẽ sử dụng những sản phẩm kiềm dầu cho làn da đấy. Ví dụ như là kem dưỡng, kem lót, kem nền đều là những sản phẩm dành cho da dầu nha em nhá. Còn da khô thì chúng ta sẽ nhìn thấy rằng là da khô sẽ rất là láng, rất là mượt. Đấy là nhìn bằng mắt nhìn thôi. Còn khi mà chúng ta sờ lên da mặt chúng ta sẽ thấy rằng là nó sẽ hơi sần hoặc là nó sẽ hơi bị rát rát. Và có nhiều bạn khi mà không phân biệt rõ ràng thì sẽ bị rơi vào tình trạng là đánh một lớp nền lên xong rồi chúng ta mới biết được là da đấy là da khô. Nhìn lên hộ chị vừa. Xin chào Xu Nguyễn, chào Ngân Trần, chào bạn Thanh Hằng, chào Nguyễn Phương Anh. Bạn Nguyễn Kim Ngân, hello cô giáo. Nguyễn Kim Ngân. Chào Ngân nha, chào Ngân xinh gái nha. Chào Ngân xinh gái, chào cả nhà. Chào cả nhà đang xem livestream của Mai Phan. Bạn Nguyễn Hà, thích chị lắm, lúc nào sinh em cu xong thì em ra gặp chế. Ây, sinh xong rồi chăm cho em lớn lên một tí rồi hãy ra, em bé quá là không đi được đâu. Nhỏ quá, bị mẹ bỏ bê ở nhà, nghĩ thấy tội nghiệp. Lớn một tí mình đi học cũng thấy yên tâm hơn. Học hành hay là công việc nó là việc cả đời phải làm, còn gia đình ấy thì nó luôn luôn là cái việc mà chúng mình, con cái nó rất là quan trọng ấy. Cùng lắm là các chị em đẻ được đến 3 đứa là cùng. Cho nên là cái thời gian mà đẻ con xong thì phải chăm sóc sức khỏe thật là tốt. Chăm sóc cho mình và chăm sóc cho con nữa. Đừng có tham công tiếc việc quá. Bạn áo cưới Xuân Mân, dạ em cảm ơn chị về những chia sẻ vừa rồi ạ. Xuân Mân ơi, em có những câu hỏi nào mà em cần hỏi thì em cứ comment nha. Chị có kiến thức nào mà chị có những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm mà chị có thể chia sẻ được với các em, thì khi mà các em hỏi thì chị đều có thể chia sẻ cho mọi người được theo một cách gọi là nó dễ hiểu nhất có thể. Xin chào chị Ái Dương, chào Thu Thảo, chào Trần Hồng Viên, chào anh Nguyễn Hoàng Vương. Chào Vương đẹp trai. Chị Mai Đan, cô giáo xinh gái, giọng lại hay nữa. Trời ơi, sướng quá. Chị ơi, chị comment 100 comment như thế cho em đi chị Mai Đan ơi. Cứ khen xinh này là cô giáo thấy vui rồi, phê phê rồi. Các chị cứ làm trong 100 comment như thế. Thế là cô giáo đêm nay chỉ ngồi đọc comment xong rồi cười khúc khích, không cần phải ngủ nữa. Bạn Loan Miu, chị đang dùng cọ nhấn hãng nào và số mấy vậy ạ? Chị đang dùng 2 hãng. Một hãng là của Flexi Style và một hãng là của cái gì nhỉ? Sao nó lại mờ hết chữ rồi? Của Poppy Brow em ạ. Quả thật là rất muốn chia sẻ với em nhưng mà rất tiếc là nó bị mờ hết chữ nên chị không biết được rằng là chị đang dùng số nào nữa. Nhưng mà nói chung là những cái bộ cọ chị đang dùng thì chị thấy là nó khá là hợp lý về giá thành. Nó khá là hợp lý về giá thành em ạ. Và cái chất lượng của nó cũng rất là ok. Em có thể tham khảo nhá. Black Style và Poppy Brow nhá. Tất nhiên là không phải là hàng hãng thôi nha. Nếu mà hàng hãng ấy mà chúng ta mua một bộ cọ này thì nó sẽ phải hết mấy chục triệu cơ. Nó rất là bình dân, nó rất là vừa phải. cho nên là chị mới bảo là mọi người hãy mua và dùng thử. Bạn Nguyễn Kim Ngân muốn gặp cô giáo quá mà con nhỏ cô ạ. Bảo rồi, cái chăm con cho lần lớn chút đi, đừng có vội. Xin chào Thanh Tâm Nguyễn, xin chào Đào Hồng Phấn, chào Hương Ni, chào áo cưới Hậu Luyến. Bạn Chí Bảo, hôm nay chị xài bảng móng mắt gì vậy ạ? Hôm nay chị đang dùng bảng màu của Huda Beauty. Râu của cả mình là cái gì nhá? Gold. Đây, Huda Beauty Gold nha em. Gold. Không phải là râu mà là gold. Nói chung là bảng này thì rất là dễ sử dụng. Những cái tông màu mà dùng cho cô dâu thì rất là dễ sử dụng. Và cái tông mà chị đang dùng thì nó hơi lạnh một tí. Nó là hai cái màu cuối cùng ở trong cái bảng này, một cái màu khói và một cái màu đen. Nhưng mà lên mắt nó sẽ rất là ấn tượng, rất là tây. Và chúng mình sẽ dùng cho những cái bộ ảnh mà chúng ta muốn rằng là nó thời trang, nó mang phong cách châu Âu thì mình sẽ sử dụng những tông màu này. Hoặc là khách mà đi bar, đi đu đưa ấy, thì được, thì sẽ hiệu quả. Còn cô dâu thì chúng mình hãy chú ý là sử dụng những tông màu nhẹ nhàng thôi nha. Nhẹ nhàng thì mới ăn được tiền. Những tông này làm để mình được thỏa sức sáng tạo và kiểu mình được giống như là được xả stress ấy. Xin chào anh Văn Đại, chào chị Liễu Vũ, chào Tạ Thị Kim Ảnh, chào Nguyễn Thị Minh Thúy, chào Lena, chào Tâm Anh. Bạn Nhung Hồng, chào chị đẹp. Chào Nhung Hồng xinh gái nha. Thôi, một fan cứng, phải gọi là bài lên một cái là thấy Nhung Hồng có ngay lập tức. Không biết là fanpage mình đã cấp fan cứng cho Nhung Hồng chưa? Chị phải comment nhiều hơn nữa đi, thì hiện tại vẫn chưa được lên fan cứng. Đấy là comment thật nhiều thì nó sẽ lên fan cứng đúng không? Gọi là tương tác nhiều ấy. Đó. Mai Fan rất là mong muốn có thật là nhiều các bạn fan cứng ở trong fanpage của Mai Fan. Bạn Thảo Kít, mắt một bên không có mí, một bên có mí, chị chỉ giúp em với ạ. Một bên không có mí, một bên có mí rất đơn giản nha em nhá. Cái bên mà không có mí ấy, thì sẽ là cái bên mà mắt nó nhỏ hơn một chút so với là bên có mí. Thế thì cái bên mà không có mí đó em hãy kẻ đường eyeliner to hơn so với ở bên kia, và em gắn cái cặp lông mi cao lên trên cái đường eyeliner đó. Lông mi phải nhớ là bấm thật là cong xong rồi mới được gắn vào nhá. Thì tự nhiên là mắt bên đấy nó sẽ to bằng cái bên có mí, mà thậm chí là nó còn lên được 2 mí luôn ấy. Còn trong trường hợp mình làm như thế mà nó chưa lên được 2 mí thì em sẽ dán cho chị một cái mí gen, nha em nhá. Mí gen nằm sát vào chân lông mi giả của cái bên mắt mà không có mí ấy, thì nó sẽ cân đối ngay lập tức với ở bên kia nha em nhá. Đấy là hai cách để cho em có thể xử lý được cái khuôn mắt đó. Còn đối với bên mắt 2 mí rồi thì mình không cần phải làm gì hết, giữ nguyên nhá. Chào Trang Bobby, chào Mai Hiên, chào Vân Nguyễn, chị Nguyệt Như, chào cô giáo cộng MC yêu thương. Vâng, cả nhà chào chị. Có biết MC nào không mà yêu thương chứ vậy? Chào chị. Bạn Nguyễn Phương Anh, chị ơi em muốn mua một bộ cọ để make up cá nhân nhưng chưa biết nên chọn bộ cọ như thế nào và của hãng nào thì chị tư vấn cho em với ạ. Bộ cọ cá nhân đúng không em? Bộ cọ cá nhân thì em muốn mua với mức là bao nhiêu tiền? Ví dụ như là tầm 500, 700 hay là 1 triệu hay 1,5 triệu. Đó. Thì chị có thể tư vấn cho em cái bộ cọ mà nó phù hợp với giá tiền của em mà chất lượng của nó vẫn rất là ok. Xin chào Thái Khuyên áo cưới, chào Đặng Phúc Thời, chào áo cưới Thu Thảo. Ôi chào anh Thời đẹp trai. Hôm nay Facebook của mình có vẻ tương tác rất là tốt đấy. Thấy toàn các anh chị mà lâu lắm rồi mới xem livestream của Mai Fan. Và các anh chị ơi nhớ là cho em xin một cái share livestream này để livestream của Mai Fan được tương tác tốt hơn nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm nha. Bạn Nhung Hồng, em mua phấn nén Nhật của chị về xài mịn dã man. Ôi trời ơi, nói đến cái phấn nén Nhật đấy, thề là ai mua cái phấn đấy cũng sẽ phải quay lại để mua tiếp, bởi vì nó rất là mịn mà nó lại còn rẻ nữa chứ. Nó không đắt một tí nào nhá. Cái phấn đấy á, không hiểu tại sao chị hay săn được cái đợt mà hàng nó sale ấy. Thế là mua, có những đợt nó sale xuống ấy, bán cho mọi người chỉ có 200 với hơn 200, thậm chí là có những đợt chỉ có 100 mấy thôi ấy, mà dùng thích dã man luôn. Bạn Nhím Xù, chị ơi bộ cọ chị đang dùng bao nhiêu thế ạ? Bộ cọ chị đang dùng có giá từ 2 triệu cho đến 2 triệu tư, bởi vì nó sẽ tùy theo từng thời điểm ấy. Và chị nói thật luôn là cọ, những cây cọ này dùng những cây cọ mà không phải là cọ ở trong hãng, mà ở Việt Nam mình đang bán hoàn toàn là cọ Trung Quốc các em nhé. Hoàn toàn là cọ được nhập từ Trung Quốc. Tỷ giá của nó sẽ phụ thuộc vào là tiền Trung cao hay thấp, cho nên là nó sẽ bị thay đổi giá thành, chứ không phải lúc nào nó cũng giá như thế ấy. Xin chào Hồ Liên, chào Ngô Thị Diệu Ngân. Bạn Mai Đoàn, make up mà bị chê già thì làm sao khắc phục vậy chị? Thì bây giờ đã lỡ chê người ta, thế lúc đấy là em đã make xong rồi, người ta chê rồi biết làm thế nào, chỉ có khắc phục cho khách sau thôi. Em ơi, đối với make up ấy, thì khi mà chúng ta make up nhẹ nhàng sẽ luôn luôn là trẻ trung nhất nha em nhá. Cho nên là những tông make up mà đậm sẽ chỉ phù hợp trong cái việc là chúng mình make để chụp ảnh beauty này, hay là make để cho một số những khách hàng mà họ rất là cá tính, họ make đi ăn tiệc ấy, họ muốn nó phải đặc biệt hơn người khác thì chúng ta sẽ make đậm. Còn lại đối với cả khách hàng của chúng ta mà làm cô dâu ấy thì Mai cũng rất là mong muốn mọi người hãy lựa chọn cho khách hàng những tông make up mà nhẹ nhàng, và đặc biệt là phải chọn cái tông make up phù hợp với cả bộ đồ họ đang mặc ở trên người nữa cơ. Ví dụ như là họ mặc một cái bộ đồ màu vàng chẳng hạn, thì chúng ta sẽ nên đi một cái tông màu gì. Ví dụ như màu vàng có thể hợp với cả cam, có thể hợp với cả tông đồng, có thể hợp với cả tông hồng nút, thì nó đều ăn tông với cả màu vàng. Đó, thì mọi người nên có những cái kiến thức để mix tông màu ấy, nó phù hợp. Cái kiến thức mix tông màu thật là tốt để khi mà mình make up lên ấy, cái tông make up của mình lúc nào nó cũng sẽ phù hợp với cả khách hàng của chúng ta, để không bị chê già nhá. Các nét vẽ nhẹ nhàng thôi nha. Xin chào Nguyễn Phương Hiếu, chào áo cưới Hạ Vi, chào Ngọc Dung Nguyễn, chào chị Hằng Nguyễn, chào áo cưới Văn Quý. Bạn Diệu Ngân Thị Ngô thả tim cho chị Mai Sinh. Ôi cảm ơn em gái xinh đẹp của chị. Lâu lâu không thấy qua make up, dạo này không đi sự kiện, không đi chụp ảnh chụp yếc gì à? Hãy chăm chỉ lưu giữ lại tuổi xuân nha. Thanh xuân chẳng có bao nhiêu đâu. Hãy chăm chỉ đi make up, chăm chỉ đi chụp ảnh đi. Đến lúc lấy chồng rồi chẳng có thời gian mà đi chụp đâu em ạ. Bạn áo cưới Thu Thảo, chào cô giáo ạ. Chào Thu Thảo nha. Chào Thu Thảo, chào mọi người. Bạn Họa Mi, chị ơi phấn Nhật bao nhiêu tiền ạ? Phấn Nhật bao nhiêu nhỉ em nhỉ? Phấn Nhật có giá là 240 các bạn trẻ ơi, nhớ rồi. Giá hãng là 300. À thế hả? Giá hãng là 300, còn nhà Mai đang bán là 240 các bạn nhé. Nhìn lên giúp chị với. Nhìn xuống, nhìn xuống. Cái phấn Nhật đấy em mua về chỉ có mà mê luôn. Bạn Diệu Ngân, em sắp tới sẽ qua nha, em sắp tim chị Mai Sinh yêu chết đi được. Diệu Ngân là bị mê tim nhà chị Mai Phan đấy. Em nào make up cho Diệu Ngân cũng xinh lung linh. Cho nên là các bạn, các cô dâu nha, các cô dâu xinh đẹp nha, các cô dâu xinh đẹp đang xem livestream của Mai Phan hãy yên tâm là tất cả các bạn trong team Mai Phan đều make up rất là đẹp, không chỉ riêng của mình Mai Phan make up đẹp nha, mà tất cả các bạn trong team cũng đều make rất là đẹp. Sắp tới thì bên Mai có chương trình sinh nhật tháng 10. Tháng 10 là tháng sinh nhật Mai Phan. Bên Mai sẽ có rất là nhiều những cái chương trình mà ưu đãi cho tất cả các cô dâu đăng ký make up tại Mai Phan, và các bạn học viên khi mà đăng ký các khóa học make up tại Mai Phan nhé. Rất là nhiều chương trình ưu đãi luôn. Mọi người hãy follow Facebook của Mai Phan để chúng ta sẽ nắm được những cái chương trình ưu đãi của Mai Phan một cách sớm nhất nha. Bạn Nguyễn Phương Anh, em muốn mua bộ cọ tầm 500 đến 700 ạ. Bộ cọ tầm 500 đến 700. Nguyễn Phương thì nữa chị sẽ gửi hình cho em nhé. Không phải trang, không phải trang chị đâu. Có những lúc là nhìn mãi không thấy đâu. Xin chào chị Linh Đan, xin chào chị Hà Hồng Gấm, chào Thẩm Diện, chào Đinh Phương. Nhìn lên, nhìn lên. Chị Linh Đan ơi, bao lâu rồi chúng ta lại chưa gặp nhau. Bạn Nhã Hằng, em lấy một hộp phấn Nhật nha chị. Rồi, tình yêu ơi, inbox cho chị nha. Để trên comment này là chị sẽ bị quên mất. Chị Vân Nguyễn, mai gửi thêm cho mình một hộp phấn Nhật nhé. Vâng, ok chị yêu. Nước lên trần. Đối với cả cái tấm nén Nhật ý, thì nó rất là thích hợp khi mà chúng ta sử dụng trong cái thời tiết nó hơi hanh khô một chút. Chị Hà Hồng Gấm, hello cô giáo yêu quý. Chào Hồng Gấm xinh gái. Các bạn ơi nhớ là khi mà chúng ta bỏ cái mặt nạ ra chúng ta nên sử dụng nước nhá. Lau nhẹ đi để nó không còn bị kiểu cái chất nhờn ấy ở trong cái mặt nạ nó nằm ở trên bề mặt da này nhá. Và khi mà chúng ta lau đi xong rồi chúng ta sẽ bôi dưỡng lại ngay lập tức. Xin chào Phương Trúc, xin chào Hoàng Thu Makeup. Chị Linh Đan, cô Mai Phan lúc nào chẳng bảo không thấy gì. Không thấy gì. Đúng mà, dạo này chẳng thấy qua chơi với em Mai nên là không thấy gì là đúng rồi. Bạn Diệu Ngân, cứ bị xinh quá nên qua chị là không muốn về nè. Chăm chỉ qua chị, nếu như là mê quá thì có thể ở đây với chị luôn. Lên trần. Xin chào Cao Kim Chi, chào chị Hải Vân Nguyễn, chào Cưới Hải Hà. Công nhận là cái quả da này nhá, đã mụn nhưng mà nó lại còn rất là nhiều da chết, rất là khô. Đó, nếu mà chúng ta gặp một cái làn da bình thường mà chúng ta make up được một lớp nền căng bóng thì nó là việc hết sức bình thường. Nhưng mà khi chúng ta gặp một cái làn da nhiều mụn như thế này mà chúng ta make up được một lớp nền căng bóng thì nó sẽ là một điều hơi khó khăn một tí. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm được các bạn ạ. Bạn chị cái cặp lông mi ở dưới vắt. Bạn Mai Đoàn, đắp mặt xong không cần rửa lại hả chị? Không, chúng ta không cần phải rửa lại đâu em ơi. Bởi vì bây giờ đã make cho cô dâu như thế này rồi, make cho khách hàng như này rồi thì không thể nào mang mặt của khách đi rửa lại được. Thì mình chỉ có thể là sử dụng nước cho vào bông tẩy trang để lau hết cái phần dưỡng mà nó thừa trên bề mặt da của cô dâu mà thôi. Thừa trên bề mặt da của khách hàng mà thôi. Chị Nguyệt Như, mẫu thư tươi lên em. Em đang xấu em chưa tươi nổi. Như tươi chị mới. Đúng không? Chồng. Thôi em cứ lấy hộp đấy đi. Chị Nhung Hồng, chị ơi hôm nào có nhận được vịt nướng Vân Đình thì gửi tới là quà của em nha. Rồi ok. Ơi hẳn là gửi vịt nướng Vân Đình lên đây luôn. Ôi chị biết là chị rất là cảm ơn tấm lòng của Nhung Hồng nhưng mà đừng gửi lên em ạ, bởi vì là đường xá các thứ đi từ đấy lên đây ấy, sợ họ trong cái quá trình vận chuyển ấy họ sẽ không biết là mình là đồ để mà ăn ấy, mà họ tưởng là hàng hóa ấy. Họ vứt lung tung ấy, họ quẳng lung tung ấy. Khi nào mà lên chơi với chị thì mang lên em ạ. Xin chào Như Ý Makeup, xin chào Hồ Thị Kim Ngân. Chị Hải Vân Nguyễn, bận quá, lâu lắm rồi chưa gặp cô giáo. Trời ơi, hứa hẹn mùa hè năm nay đi học. Mà em nghĩ rằng là có khi phải mùa hè mấy năm nữa chị mới sắp xếp được thời gian để đi học đấy. đại gia, gọi là đại gia trong cái làng chụp ảnh ở gần sân bay Nội Bài. Nhìn lên với chị với. Các chị xem livestream có bị mờ không ạ? Lâu lâu phải test lại một cái. Mờ hay nét, nét hay mờ? Nhìn lên chị. Mọi người xem đâu mà nhìn nét mà mọi người sẽ comment ngay. Chị Linh Đan cho quà còn phải mang người theo cô. Đúng rồi, người ta muốn gặp mặt nhau là chính, quà cáp chỉ là phụ. Thế thì con này toàn bị bóng thôi. Còn cái này thì ok đúng không? Nhìn lên chị đó. Chị Nhung Hồng nét lắm chị ơi. Ừ, công nhận. Mà kiểu lâu lâu mới có livestream, có được cái livestream mà nó nét nét như thế. Bạn Thẩm Diện Mai Phan phải sợi đẹp quá. Lông mày gầy sợi luôn luôn là sở trường của Mai Phan. Và lông mày gầy sợi nhà Mai Phan lúc nào cũng đối với cô dâu, đối với cả khách hàng mà make ứng dụng thì lúc nào cũng sẽ rất là tự nhiên và rất là nhẹ nhàng. Thậm chí là khi mà gầy sợi xong ấy, những cái lông mày mà nó lỗ chỗ nó không có đủ sợi lông ấy, khách hàng cũng sẽ không biết được là phần nào là mình gầy sợi và phần nào mà mình là lông mày thật đấy. Xin chào mới, xin chào Sam Erin, xin chào Ninh Văn Cảnh. Sau đến phần rất là quan trọng đấy là cái lớp nền láng mượt cho các cô dâu ở cái thời tiết hanh khô. Mọi người hãy nhớ là xem đến cuối livestream của Mai Phan nhá. Và trong lúc xem livestream thì hãy xem livestream để ủng hộ Mai nha. Đâu chị chuốt xong rồi. Bây giờ cho chị lông mi thôi. Chuốt xong hết rồi. Quả mẫu ngày hôm nay có quả đầu hơi bị chất luôn. Quả đầu trong 5 phút. Cô thấy điều gì khác biệt không? Không. Sao cái điện thoại này nó chán đời thế? Chị ấn cho nó đầy tròn đấy là nó sẽ sáng hơn. Cô nhận cái con điện thoại này vớ vẩn nhỉ? Vấn vở nhỉ? Mình zoom gần vào cho mọi người ngắm nha. Nét hay là không nét ạ? Mày đang zoom rất là cận. Nét hay không nét hả cả nhà ơi? Zoom rất là cận lại rồi cho mọi người ngắm cho nó rõ, nhìn cho nó dễ. Hôm nay mình quên dưỡng môi ở nhà, môi mình khô thế không nhá. Khô cách lên được. Bắt đầu từ thời điểm này trở đi thì bên Mai sẽ thường xuyên livestream ở trên fanpage cũng như là Facebook cá nhân, và rất là hy vọng tất cả các chị em hãy chăm chỉ xem livestream của Mai Phan và cho Mai Phan biết rằng là mọi người đang cần gì, mọi người đang mong muốn điều gì để Mai sẽ làm livestream đúng theo nhu cầu của tất cả mọi người. Như vậy thì livestream nó sẽ ý nghĩa hơn, và khi mà chúng ta xem livestream ấy, chúng ta cũng sẽ muốn xem hơn bởi vì nó thực tế với cả những cái điều mà chúng ta đang cần á. Xin chào chị Lý Kim Thuận, xin chào Hoa Táo, chào Nguyễn Lương, chào Cá Con, chào Lê Hồng Nhung, chào Makeup Bảo Anh. Makeup Bảo Anh như kiểu là ca sĩ Bảo Anh nhở? Nghe tên kiểu thấy yêu ớt là yêu. tất cả mọi người đang comment là rất là nét. Rất là nét, và hôm nay là một tông makeup rất là lạnh và nó mang cái phong cách châu Âu dành cho các bạn mà kiểu mình make ứng dụng nhiều nó bị chán tay rồi thì chúng mình hãy feel với bạn những cái tông makeup nó khác đi, nó lạ đi. Bạn là Nguyễn Hoàng Quốc Thiên, chị đã đánh nền chưa chị? Chị chưa đánh nền em ơi. Bây giờ mới đến công đoạn đánh nền. Chị Hải Vân Nguyễn, rõ nét rồi, chị đang trên đường làm lễ ăn hỏi nhưng vẫn xem cô giáo làm. Uầy, trời ơi, giờ này mà vẫn đang làm lễ ăn hỏi, chứng tỏ là ngày mai rất là nhiều chác đúng không? Cho nên là phải làm muộn như thế này. Các chị ơi, tháng này các chị đông cô dâu, nhiều cô dâu chưa ạ? Bạn Makeup Bảo Anh chúc chị buổi tối vui vẻ. Cảm ơn Bảo Anh rất là nhiều nha em. Ok, bây giờ chúng mình sẽ đến với cả lớp nền nha các bạn trẻ nha. Xin chào Vũ Thị Thùy Linh, xin chào Nhã Hằng, chào Tranh Thêu Phúc Ngọc. Chị Lê Tu Thủy, hello cô giáo. Chào chị Tu Thủy, chào tất cả các chị em đang xem livestream của Mai Phan. Bạn Nhã Hằng, chị ơi chị đang dùng mi số bao nhiêu vậy chị? Chị đang dùng mi 3D số 11 nha em nhá. Các chị em ơi, tháng này là mùa cưới rồi, tháng này các chị em kiếm được mấy chục tỷ rồi. Tháng này Mai Phan thấy các cô dâu cưới điên đảo, đảo điên. Kiểu chờ mãi mới qua được cái tháng 7 âm ấy. Chửa to tướng rồi, xong rồi chờ mãi mới qua tháng 7 âm để cưới. Tháng này thì cưới đông lắm. Không biết là các chị em đang bội thu bằng gần nào rồi. Da dầu ở phần trán. Bạn này, bạn ấy có một cái làn da bề mặt da thì rất là khô, nhưng mà làn da lại rất là nhiều mụn. Và chắc chắn là làn da nhiều mụn này sẽ là một cái làn da mà có nhiều dầu, chắc chắn luôn. Nhưng mà ở cái thời tiết này nó là thời tiết giao mùa, cho nên thời điểm này là thời tiết nó giao mùa, thành ra là da mặt của khách hàng của mình ấy nó sẽ có phần khô hơn bình thường một chút, cho nên là mình vẫn phải cấp ẩm cho khách hàng thật là tốt. Đặc biệt là cái bước mà chăm sóc da cho khách ấy rất là quan trọng. Khi mà chúng ta có được một cái làn da thực sự là đẹp, thực sự là láng mượt rồi thì chúng mình mới trang điểm một lớp nền đẹp. Và mọi người hãy chú ý nha, nhìn xuống chị, khi mà chúng mình make up cho cô dâu mà chúng mình gặp những cái làn da mà chúng mình thấy rằng là bề mặt da nó rất là sần và rất là khô ấy, thì hãy tẩy da chết thật là sạch và sử dụng kem dưỡng ẩm hoặc là đắp mặt nạ nếu như da quá khô nhá. Nếu như da quá khô thì hãy đắp mặt nạ đi, đắp mặt nạ xong rồi trong thời gian mà chờ đắp mặt nạ thì chúng mình có thể là đi làm tóc hoặc là đi make up cho mắt và lông mày. Sau đấy thì chúng mình quay ra để make up nốt những phần còn lại thì cái lớp nền của chúng mình nó sẽ rất là láng mượt luôn. Xin chào Huyền Trang, xin chào Ngọc Mai, chào Tạ Dương Thanh Huyền. Bạn Kiều Anh Nguyễn, chị ơi râu mí lót nhưng lúc kích mí nhìn mắt buồn, tại sao vậy ạ? Khi mà em dán cái mí lên nó bị to quá thì mắt của họ sẽ bị buồn. Thì em hãy chú ý là dán mí đừng to quá em nhé. Các bạn chú ý là trên cái khuôn mắt của khách hàng ấy, nó sẽ có sẵn cái nếp gấp mí ở đó. Chị hiểu là mí lót thì sẽ là một cái đôi mắt mà có thể chúng ta còn không nhìn thấy mí của bạn ấy đâu, bởi vì nó nằm ẩn hết ở bên dưới rồi. Nhưng mà tuy nhiên khi mà dán mí thì các bạn vẫn chú ý là không được dán qua cái nếp gấp mí đó, mà các bạn sẽ chỉ được dán chồm và nếp gấp mí thôi. Có nghĩa là chúng ta có thể là dán hai phần lên trên nếp gấp mí, còn một phần của cái miếng dán mí đấy nó vẫn phải nằm ở bên dưới nếp gấp mí thì nó mới hiệu quả, chứ không thì nó sẽ không có cái sự hiệu quả mà nó sẽ bị buồn như vậy đấy. Em dán mà bị buồn ấy chứng tỏ là em đang dán bị cao quá, cho nên là sẽ làm cho đôi mắt của khách hàng rất là buồn. Chị Tranh Thêu Phúc Ngọc, em chào cô. Em chào chị Phúc Ngọc nha. Yusuli và bạn Đinh Phát, em chào chị. Chào Đinh Phát đẹp dai. cho cả nhà. Giúp chị với. Khi mà chúng mình gặp một cái làn da mà vừa ngăm đen như của bạn mẫu này thì nên bị rối thị cho nó lành. Và thứ hai nữa là vừa ngăm đen này, sau đó thì lại là một cái làn da vừa khô vừa dầu, có vẻ như là rất là khó khắc phục, đúng không? Thế thì chúng mình hãy chú ý là dưỡng ẩm thật là tốt nha, tẩy da chết nữa nha. Sau đấy chúng ta sẽ đi đến với cả một cái lớp nền rất là đơn giản thôi, nó cũng sẽ làm cho làn da của khách hàng đẹp rồi. Hôm nay chưa có mụn đâu, dạo này lắm đấy. Bạn Nguyễn Huỳnh bảo anh: chào chị yêu, em vào xem hơi muộn. Em có thể xem lại livestream. Lát nữa sau khi chị make xong thì hãy xem lại livestream và comment lại từ đầu nhé. Và tất nhiên là chị vẫn trả lời hết những comment của em, mặc dù là em comment sau. Khi mà mọi người gặp một cái làn da mà có nhiều mụn, nhiều khuyết điểm ấy thì đừng bỏ qua cái bạn này với cả một cái bạn mát nữa, mát 35 đây, cả cái em này nữa nha. Nó rất là hiệu quả khi mà chúng ta gặp những cái làn da mà mụn và nhiều khuyết điểm đó. Xin chào Thúy Thúy, xin chào Thúy Duy. Bạn make up bảo anh: chị ơi, dán mi làm sao cho nhìn đôi mắt to vậy chị? Dán mi để cho đôi mắt to thì việc đầu tiên là em cần phải kẻ cho cái đường eyeliner nó dày hơn một chút. Và việc thứ hai là em phải bấm lông mi thật là cong ở bên ngoài trước đã em ạ. Em bấm lông mi cong ở bên ngoài trước, sau đó thì em mới gắn lên trên mắt của khách hàng. Như vậy thì cái cặp lông mi nó cong nó sẽ làm cho cái khuôn mắt ấy của khách hàng trở nên to hơn và nó còn long lanh hơn rất là nhiều ấy. Sao bạn này đen thật đấy. Sao nền lên mà nhìn lên cái da mặt vẫn thấy rồi, không đỡ được. Xin chào áo cưới Vivi, xin chào Thu Liên. Bạn Kiều Anh Nguyễn: một khóa học nâng cao tóc là bao nhiêu buổi vậy ạ? Khóa học nâng cao tóc hay là make thì cũng đều là 10 buổi bạn nhé. Tuy nhiên là khóa make thì sẽ có những cái khóa mà dành cho những bạn học từ bù kiến thức cơ bản cho đến nâng cao thì những khóa đó nó sẽ kéo dài hơn một chút ạ. Tóc thì bên Mai sẽ có khóa học là 10 buổi các bạn nhé. Bạn make up bảo anh: em cảm ơn chị ạ. Không có gì em ơi. Nhìn lên. Khi mà livestream như thế này là chị đã rất là muốn chia sẻ kiến thức của mình dành cho tất cả các bạn. Chính vì thế cho nên là tất cả các bạn khi mà xem cái livestream này thì các bạn hãy cứ thoải mái đặt ra những câu hỏi mà mọi người đang cảm thấy là mình thiếu, đang cảm thấy là mình rất là cần. Mọi người có nhìn thấy là cái làn da của bạn mẫu đang dần dần từ mịn đi rất là nhiều không ạ? Nên em giúp chị với. Khi mà chúng ta đã chăm sóc cái làn da được dưỡng ẩm tốt này và dưỡng ẩm đúng với cả cái chất da này rồi thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta đánh nền nó rất là dễ, nó dễ vô cùng luôn. Rất là dễ và nó rất là thấm nền ấy. Xin chào chị Út Tiền, xin chào Đỗ Nguyệt Trinh, chào Tươi Nguyễn. Chị áo cưới Vivi, chào cô giáo xinh đẹp, nhớ cô giáo nhiều lắm. Ôi nhớ Dương dã man ấy. Các chị chịu khó tương tác ở trên nhóm nha các chị xinh đẹp ơi. Đặc biệt là tất cả các bạn đã học makeup của MyFarm rồi và có những vấn đề gì mà khi mình về nhà mình mới gặp ấy thì chúng mình hãy mạnh dạn update lên nhóm để cô giáo sẽ chỉ cách cho mọi người xử lý và khắc phục như thế nào. và những cái kiến thức mà nó cần phải chỉ một cách gọi là sâu hơn, kỹ hơn thì chúng ta sẽ update ở trên nhóm kín nhá. Bạn Tạ Thị Thu Quỳnh, chị có bán mút đánh kem và giấy thấm dầu không ạ? Chị có bán cái bông mút mà chị đang đánh nền ấy, là chị có bán em nhé. Bạn Tươi Nguyễn, em ngưỡng mộ chị quá. Ôi, cảm ơn Tươi Nguyễn đã dành rất là nhiều tình cảm cho chị Mai Phan. Hy vọng là được mọi người sẽ ủng hộ Mai Phan nhiều hơn nữa. Và tất cả các bạn yêu mến Mai Phan thì hãy chăm chỉ share livestream giúp Mai nha. Công nhận là đắp dưỡng các thứ đầy đủ ra đánh nền thích thật. Xin chào Mỹ Quyên. Xin chào Hoàng Vân Anh, chào Yến Chi. Bạn Mai Đoàn thích chị vì chị chia sẻ rất là có tâm ạ. Thật ra mà nói thì chị nói rồi với em là chị có chia sẻ có tâm biết bao nhiêu chăng nữa ấy, thì cũng ví dụ như các bạn mà đã gọi là làm nghề nhiều năm rồi ấy, thì các bạn mới có thể nghe công thức mà hiểu được luôn là cách làm như nào. Chứ còn đối với các bạn mà chỉ mới làm nghề một vài năm, các bạn cũng sẽ không hiểu được, bởi vì make up nó rất là khó nói. Nó không giống như là mình giải một bài toán là có công thức như thế thì cứ thế mà làm. Mà make up thì cần cái sự tinh tế hơn rất là nhiều ấy. Mặc dù là công thức nó như vậy đấy, thế nhưng mà đôi khi cái làn da này nó thiếu một tí ẩm, làn da kia nó lại thiếu một tí gọi là độ khô, thì thành ra là mỗi một làn da ấy, khi mà có công thức rõ ràng rồi nhưng mà chúng ta vẫn phải thật là tinh tế để nhìn cái da mặt của khách hàng và đánh giá cái làn da đấy một cách chuẩn nhất để đưa sản phẩm lên cho nó phù hợp ấy. Kể cả là vẽ các nét cũng vậy ấy. Bạn Kiều Anh Nguyễn, môi dày thì vẽ sao cho đẹp và tự nhiên ạ? Môi dày thì em hãy vẽ môi kiểu Nhật Bản ấy em, môi xí muội ấy. Trong lòng môi thì chúng mình sẽ đi màu son đậm, viền môi thì chúng mình sẽ đi son nút. Như vậy thì nó sẽ hiệu quả ngay lập tức. Chị Hoàng Vân Anh nhớ cô giáo quá. Bạn Kiều Anh Nguyễn, em cũng thích chị lắm nhưng chưa có thời gian để đi học ý. Thích là phải nick luôn em ạ. Ngay lập tức sắp xếp thời gian và tranh thủ luôn vào ngay. Cái bảng Makeup Forever chị đâu nhỉ? Cho chị bảng đấy đi. Cái da bạn ấy ngâm, dùng bảng này bị quá trắng em ạ. Bảng chưa có điểm rồi. Bảng treo cái điểm và bảng son, bảng đấy chị bỏ ra để dùng mà chúng mày cất nhanh thế. Không cho mình dùng cái này. Không phải bảng đấy chị ạ. Nó cất gọi là một cách vô cùng nhanh chóng. Kiểu cứ thấy kiểu bảng nào đắt tiền chị ạ, em bỏ ra em chưa kịp dùng là chúng đã thấy mới lại cất đi. Cất đều. Xin chào Vũ Huyền Trang. Xin chào Bùi Nguyễn Kim Ngân. Chào chị Huỳnh Thị Thanh Thản. Chị áo cưới Vivi, cô giáo dạy rất có tâm và không giấu nghề. Rồi, đúng là học sinh của cô giáo rồi đấy, cho nên là rất là hiểu ấy. Rất là hiểu cô giáo như thế nào. Mà trộm vía là chị nào học make up của Mai Phan xong về cũng đông khách cơ. Không hiểu tại sao. Xin chào chị Thư Nguyễn, xin chào Vũ Huyền, chào Thùy Dung, chào Nguyễn Mai Linh. Bạn Yến Chi, chị ơi, da hơi đen thì làm như thế nào để bật tông ạ? Quá đơn giản em ơi, da đen bật tông cực kỳ đơn giản luôn. Sử dụng, đúng rồi, chính xác. Sử dụng cho chị. Làm sao nữa mà. Em ơi, với làn da có tông ai tí, với làn da ngăm đen ý, để mà nó bật tông một cách nhanh chóng ấy, thì em sẽ sử dụng cho chị thêm một cái kem lót nhá. Nó có ánh vàng hoặc là ánh hơi tím một chút ở bên dưới, sau đấy thì chúng ta mới đánh nền lên trên nhé em nhé. Bật tông cực kỳ nhanh luôn. Xin chào Hà Phương, chào Nguyễn Linh, chào Makeup Hoàng Hạnh. Trời ơi, có bảng kem che khuyết điểm rất là đẹp và nó vô cùng thần thánh. Đặc biệt là phù hợp với những cái làn da mà kiểu khô với cả là nó bong tróc thì sẽ rất là hợp, và kể cả da hỗn hợp dầu nhá, cũng dùng rất là đẹp luôn. Bạn Kim Tuyền, em mê makeup của chị quá ạ. Cảm ơn Kim Tuyền rất là nhiều nha. Bạn Makeup bảo anh, chị ơi dặm nền như thế nào để cho nền nó lâu trôi hơn? Cô dâu da dầu mà em dặm không giữ được lâu ạ. Em ơi, đối với cô dâu da dầu ấy thì em đã lựa chọn cái sản phẩm đó nó phù hợp với cả đúng làn da của cô dâu chưa rồi. Kỹ thuật dặm nền của em có tốt đến đâu đi chăng nữa, nhưng mà cái sản phẩm ấy nó không phù hợp với cả làn da thì nó cũng sẽ bị trôi rất là nhanh em nhá. Bạn Kiều Anh Nguyễn, con em vẫn bé nên em chưa thể đi học được. Em đang cố gắng là sang năm sẽ đi học ạ. Hè sang năm nha em. Mùa hè phải tranh thủ. Mùa hè các cô dâu chú rể cưới nhau ít là mình phải tranh thủ đi học, bổ sung ngay thêm kiến thức cho bản thân mình. Và khi mà mình có cái kiến thức nó chắc chắn và nó nhiều, nó dày lên rồi thì mình rất là tự tin để mình làm việc, cũng như là để mình có những cái kế hoạch, những cái chiến lược nó mới mẻ hơn đến với khách hàng. Chị Thương Nguyễn, em chào cô giáo. Chào Thương Nguyễn nha. Tháng này đông khách không em? Bạn Makeup Hoàng Hạnh, chào cô giáo yêu. Chào Hoàng Hạnh. Bạn Hà Phương, bận con cái quá không xem được ngay từ đầu, tiếc quá. Bây giờ xem cũng chưa muộn mà. Bây giờ xem cũng chưa muộn và mọi người có thể xem lại. Bạn Kim Tuyền, chị ơi chị có dạy trong Sài Gòn không chị? Em mê make up của chị quá. Trong Sài Gòn chị có dạy khóa học nâng cao nhé em nhé. Chị có dạy khóa học nâng cao ở trong Sài Gòn, và hiện tại thì chị chưa có cái lịch cụ thể của khóa học nâng cao. Em có thể để lại số điện thoại để bên chị khi mà có cụ thể về thông tin khóa học thì bên chị sẽ thông báo tới em. Xin chào Nguyễn Mai Anh, xin chào Nguyễn Thúy Hiền, chào Nguyễn Như, chào Lê Thị Thu Hiếu. Bạn Lý Kim Thuận, Nhung Su Ly, chị Vân Nguyễn và bạn Chuốt Sinh đều có câu hỏi là hỏi cái bảng che khuyết điểm của chị đang dùng là mua ở đâu và có giá là bao nhiêu ạ? Cái bảng kem che khuyết điểm của Mai đang dùng là cái bảng che khuyết điểm của Makeup Forever các bạn nhé. Trong bảng này thì nó có bao nhiêu nhỉ? 246. Nó có 12 màu nhé các bạn nhé. Trong bảng này có 12 màu và tất nhiên là mua ở hãng rồi, giá của nó là 2.9 triệu. Giá của nó là 2.9 triệu. Nhưng mà khi mà chúng ta chia cho 12 màu ấy thì chúng ta thấy rằng là nó chỉ có 200 mấy đúng không? 200 mấy, 2.9 triệu mà 12 màu. Thì có phải là nó chỉ có 200 mấy một màu thôi đúng không? Rất là rẻ đúng không ạ? Thì chúng ta phải tính như thế thì thấy rất là rẻ, mà khi mà có nhiều màu mọi người sẽ dễ dàng mix hơn. Ví dụ như là trên một cái làn da mà mình mua những cái bảng kem che khuyết điểm kia nó ít màu hơn ấy, thì có thể là nó bị thiếu màu này hay nó thiếu màu kia, nó sẽ rất là khổ cho cái việc là chúng ta phải pha trộn để khắc phục. Nhưng mà trên cái hộp này nó có đủ màu rồi thì mình sẽ khắc phục một cách dễ dàng hơn. Mình còn có thêm một bảng son nữa cơ, rất là yêu nữa, mọi người có muốn xem không? Và tuy nhiên là son đấy sẽ không phù hợp với cả bạn mẫu ngày hôm nay, nhưng mà sẽ thích khoe cho mọi người bị kích thích. Nói chung là các con nghiện mỹ phẩm bị kích thích. Đã làm make up là kiểu gì mà nghiện mỹ phẩm, đi là sẽ phải mua. Nghiện thật mà, em thấy với chị em đi mua đồ em cũng là xuống tay lắm. Bạn Mai Đan, em chào cô giáo xinh gái. Chào chị Mai Đan nhá. Hôm nay là một cái tông make up rất là châu Âu. Tông makeup này sẽ dành cho các bạn chụp những cái bộ ảnh hoặc là các bạn mà muốn đi đu đưa đu thì sẽ rất là hợp lý. Bạn Kim Tuyền, khóa nâng cao mấy buổi vậy chị? Khóa nâng cao Sài Gòn sẽ học 10 buổi nhé em nhé. Bạn Lê Thị Thu Hiếu, lâu lắm rồi em mới có thời gian xem live của chị. Ừ, mà cũng lâu lắm rồi chị mới live stream ấy. Dạo này chị hơi bị lười live stream bởi vì là Facebook nó cứ kém tương tác đi thì mình lại càng lười live stream hơn đấy. Cái trò đời nó đã kém tương tác live mà ít người xem thì cứ thấy buồn buồn đấy. Kiểu xem lúc mà live stream ấy thì muốn là có thật nhiều người xem và nhiều người tương tác với mình và thật là nhiều các bạn đặt ra câu hỏi ấy, thì mình còn nói chuyện được với mọi người, mình còn tương tác được với mọi người ấy. Cứ xem rồi ít like, ít người xem nó chán cực, chẳng muốn like thế nào. Với tông makeup này thì nó rất là mạnh mẽ cho nên là các bạn lưu ý là không ứng dụng cho cô dâu nhá. Bạn Nhi Mi và Chuyết Sinh, highlight hôm nay chị dùng của hãng gì vậy chị và có giá bao nhiêu ạ? Highlight chị dùng của Anastasia em ơi. Giá của nó khoảng tầm 700-800 gì đấy. Nói chung là đã mua rất lâu rồi nên chị không nhớ giá. Nhưng mà highlight này rất là bóng, rất là mọng nhá. Kỳ là mọng luôn. Nó sẽ cho chúng mình có một cái lớp nền vô cùng căng bóng. Và đây mọi người nhìn thấy này, một lớp nền rất là bóng này, rất là mọng này. Lớp nền này á, kiểu soi gương được luôn ấy. Cực kỳ là mọng luôn. Bạn Hoàng Thạch Thảo, đẹp quá. Cảm ơn Hoàng Thạch Thảo rất là nhiều. Mặc dù đôi mắt thì chưa được hoàn thiện lắm nhưng mà đã thấy là bạn mẫu rất là tây rồi. Xin chào Việt Trinh, xin chào Ngô Thanh Hằng. Bạn Nguyễn Phụng, nâng cao giá bao nhiêu vậy chị? Nguyễn Phụng ơi, Mai Fan sẽ inbox cho bạn về khóa học nâng cao của bên Mai nhé. Giảm độ xinh ngay lập tức. Vẽ cái môi trước xong rồi làm mắt cho nó rực rỡ. Đúng là trong bảng này rất là xinh mà không biết là có màu nào phù hợp không. Mọi người thử chọn xem trong bảng này có thể sử dụng được màu gì cho bạn mẫu này. Không biết là cái này nó hết pin hay nó bị sao mà tối thui lủi lủi nhỉ. Hello các tình yêu ơi, chúng mình thử chọn xem trong cái bảng này thì có thể sử dụng được màu gì cho cái bạn người mẫu này, cho tông makeup này à các bạn. Hello hello Nga Trần, chào Thu Bùi, chào tất cả các tình yêu. Cảm ơn chị một tí. Xin chào Tú Quân, chào Nga Trần, chào Thu Bùi, chào Lan Mango. Bạn Thu Bùi, chào chị yêu. Chào cả nhà nhá. Đang chọn theo xem là son nào ưng nhất. Cái bảng son này vô cùng sang xịn mịn nhưng mà bảng son này chúng ta chỉ có thể sử dụng để kiểu make ứng dụng thôi thì rất là xinh ấy. Nhưng mà make những cái tông mà kiểu nó lạ như thế này, nó thời trang như thế này, Mai đang chưa chọn được màu nào. nhưng cũng có thể là sẽ chọn được một cái màu, có thể sẽ chọn một cái màu này để mix nó vào với nhau. Thử xem cái đây chị, thử xem là nó lên, nhưng công nhận là nó lên màu bị cô dâu quá. Bạn Thu Bùi lâu lâu lại mới được xem live của chị. Thu Bùi lâu lâu rồi chị mới live stream ấy. Dạo này lười live stream chia sẻ make up dã man. Dạo này chị chăm chỉ làm video hơn. Đang phải nuôi kênh YouTube để kiếm tiền vào YouTube, nhưng mà nghe có vẻ rất là khó. Nuôi mãi mà nó cứ lên lẹt đẹt đấy. Chắc là phải nhờ mọi người vào kiểu subscribe kênh cho, chia sẻ kênh cho thì mới được. Màu nó công nhận là lên cái tông make up này mà đưa màu son này lên thì bị hường thật sự luôn. Nhưng mà cái bản này thì đẹp và mê dã man. Cho mọi người ngắm nó một tí. Mê, quá mê luôn. Nhưng mà nó phải dùng màu này. Make up này phải dùng những tông màu như thế này nên là mới xinh. Bạn Duy Hòa comment là màu cam. Màu cam cũng được ạ, nhưng mà cái bảng đó màu cam lên hơi bị tươi mọi người ạ. Nó lên rất là tươi. Hôm nào mình sẽ làm một cái livestream makeup cô dâu để được dùng cái bảng đấy cho mọi người ngắm. Bạn Nga Trần liền căng bóng đẹp quá chị. Cảm ơn Nga Trần rất là nhiều. Bạn Thu Bùi mong hữu duyên được gặp chị. Cái gì mà mình nghĩ ở trong đầu mà mình mong muốn nói chắc chắn là chúng mình sẽ gặp nhau em ạ. Chỉ là sớm hay muộn thôi. Giống như là những cái điều gì mà chúng ta nghĩ ở trong đầu thì nhất định là chúng ta sẽ có ở trong tay. Bởi vì nó là cái luật hấp dẫn này. Khi mà mình nghĩ đến nhiều ấy, chắc chắn là mình sẽ luôn luôn đau đáu với cái việc mà mình nghĩ ở trong đầu mình. Và khi mà nó cứ đau đáu ở trong đầu mình thì chắc chắn là mình sẽ kiểu lúc nào cũng phải cố gắng để thật là nhanh để thực hiện được cái điều đấy. Thế chị ơi, cô nhận là nghĩ trong đầu là sẽ có trong tay không? Nên là các chị hãy viết ra thật nhiều mục tiêu vào. Chúng mình mong muốn điều gì chúng mình sẽ viết ra cái mục tiêu đấy. Bạn Kiều Anh Nguyễn, YouTube của chị em cũng có đăng ký. Cảm ơn em. Chị mới lên được một video mới. Hãy share video đấy cho chị với, video makeup cô dâu. Sương xin chào áo cưới Nhật Sinh, xin chào Đoàn Luyện, xin chào Yến Hoài Phúc, chào Linh Đặng, chào Ngọc Huỳnh, chào Linh Trần. Môi em bé. Bạn Chuốt Sinh và Thơm Nguyễn có câu hỏi là cái bảng son của chị có giá bao nhiêu ạ? Bảng son của chị có giá là 2,9 triệu em nhé. 2,9 triệu. Nhưng mà công nhận là nó rất là đẹp ấy. Nó rất là mê luôn. Nếu mà em mua bảng son đấy thì hẳn là nó đủ tất cả các tông màu để em sử dụng cho cô dâu và trong make up ứng dụng ấy thì nó thực sự là rất là đầy đủ luôn. Chị áo cưới Nhật Sinh, chào cô giáo xinh đẹp. Chào chị Nhật Sinh nhá. Xin chào Diễm Oanh, chào Hiền Tây. Bạn Thu Bùi, cô Đồng Tuệ Anh là khách yêu của chị à? Đúng rồi em ơi. Trời ơi, khách hàng vô cùng thân thiết, yêu thương nhau lắm ấy. Khi nào make up ấy là Tuệ Anh cũng phải nghĩ ngay đến my fan. Màu lên xinh nhỉ? Lạnh, thật là lạnh. Tây ơi là Tây. Xin chào Hà Lê, chào Oxy, chào Nguyễn Hà, chào Trang Vũ, chào Mai Linh. Chúng mình sẽ phải cho một cái màu đậm hơn nữa. Ở viền môi. Những tông make up như thế này ấy, mà đi sang châu Âu ấy, quả thật là rất là siêu lòng các chàng trai ở nơi ấy. Ở Việt Nam mình thì các bạn cũng sẽ thích nhưng mà chưa có nhiều bạn thích. ít hơn, nhưng mà nó rất là đẹp, nó rất là tây. Vì là bình thường ấy, chúng ta đã make nhẹ nhàng sương sương hết rồi, cho nên là những cái lúc mà chúng ta muốn là được phiêu hơn trong cái công việc của makeup của mình ấy, thì hãy chọn cho mình một cái concept makeup nó được thoải mái đi, không bị nằm trong bất kỳ một khuôn khổ nào hết. Bạn Thu Bùi quá đẹp chị ạ. Cảm ơn em. Hãy share livestream cho chị Mai Phan. Xin chào Thu Trà, xin chào Hana Nguyễn. Bạn Lệ, cơ sở của mình ở chỗ nào Hà Nội vậy chị? Dạ, Mai Phan ở 193A Bà Triệu đấy bạn nhé. Gần Vincom, kìa tươi. Mình ở gần Vincom các bạn nha. Ngay Vincom, Bà Triệu luôn á. Cô rồi này là chạy mất dép hết chị ạ. Đốt quán luôn chứ gì đó. Mấy thì nay cho cô dâu rồi chết. Rồi em cứ học bài này là em phải make đúng rồi. Thế em mới dạy các chị là make up ứng dụng và make up để chụp beauty nó sẽ khác nhau ở chỗ nào. Cô nói là em mới học xong nên em phải làm ngay luôn. Phải làm luôn. Nên chờ chị một xíu. Phải làm luôn là chết dở luôn. Xin chào Hana Nguyễn, chào Kim Ngân, chào Ngân Cún. Bạn Thâm Nguyễn nhìn chất quá chị ơi. Lên trần. Quá chất luôn phải không ạ? Đây là những tông makeup mà để cho chúng mình khi nào chúng mình muốn đổi gió, chúng mình muốn phiêu, chúng mình ăn cơm mãi rồi thì hôm nay chúng mình sẽ ăn bún hay ăn phở hay ăn gì đấy. Chúng mình sẽ make up những tông này. Bây giờ thì Mai Phan sẽ hoàn thiện nốt đôi mắt, zoom xa ra cho mọi người ngắm tổng thể tông makeup ngày hôm nay nhá. Đó, sau rồi lát nữa chúng ta sẽ phải trang trí thêm một số những thiết kế thêm một số những phụ kiện nữa. Nếu chị có khuyên tai bà bạc đeo vào đây dài nhá, hôm nay dài. Thảo ơi, xin chào Hồng Navi, chào Quyên Quyên. Nếu chị có khuyên tai dài dài với. Bạn Họa Mi, chị Mai ơi, đánh sống mũi sao cho đẹp vậy chị? Đánh sống mũi thì em chú ý giúp chị này. Chúng ta sẽ luôn luôn là tan từ đầu lông mày này đi xuống 2/3 cánh mũi này là cái đường này, nó sẽ thẳng. Sau đấy thì chúng ta sẽ lại tan xéo để cho nó ôm theo dáng lông mày, ôm theo cái hốc mắt nữa, để nó tạo ra cái sống mũi tự nhiên. Và luôn luôn chú ý là cái điểm mà giao nhau giữa hai con mắt này thì cái phần sống mũi người Việt Nam mình luôn luôn là bị tẹt và thấp ở đây, thì chúng mình sẽ cần phải đẩy highlight sáng bừng ở cái vùng này và một cái điểm ở đầu mũi này nữa để nó nâng cái sống mũi của mình trở nên cao hơn. Còn hai bên cánh mũi này thì các bạn đừng có vẽ vào đường thẳng từ trên này xuống nhá, mà hai bên cánh mũi này mình sẽ dùng cọ để mình gom hai bên nó vào để sống mũi của mình nó được tự nhiên nha. Ok, nhìn lên hộ chị. Xin chào Huyền Trang, xin chào Quyên Quyên, xin chào chị Thanh Hằng, chào chị Diệu Linh. Bạn có nick Facebook rất là cute, Oxy. Xuất sắc quá chị ơi. Cảm ơn Oxy nhá. Khi nào mà kiểu mệt quá là sẽ nhớ đến Oxy hay đấy. Thanh Hằng đẹp quá cô ơi. Cảm ơn chị Thanh Hằng. Dạo này về cày điên đảo không chị ơi? Chẳng biết sao nhưng mà thấy ông ngày nào cũng có cô dâu xinh đăng lên là thấy vui vui rồi đấy. Học sinh mà cứ ngày nào cũng có cô dâu đăng lên là cô giáo ở trên này là thấy là mát lòng mát dạ rồi. Chị Diệu Linh tuyệt vời quá cô giáo. Chị Diệu Linh dạo này bỏ bê cô giáo. Chị Linh ạ. Có những thứ rồi lâu lâu tìm mãi không thấy. Đấy, ta sẽ dùng cái này vậy. Mọi người ơi, mọi người thích tông make up như thế này không ạ? Mọi người ơi, lâu lắm rồi hôm nay Mai Phan mới livestream để chia sẻ make up, cho nên là mọi người hãy ủng hộ Mai Phan bằng cách là share livestream này thật nhiều để Facebook của Mai Phan được thêm, được mọi người tặng thêm một chút tương tác nha. Và đó giống như kiểu là khi mọi người share livestream giúp Mai, nó giống như kiểu là phần quà mà mọi người đang dành cho Mai đấy ạ. Nhìn lên giúp chị với. Chị Thanh Hằng dậy cả ngày mệt rồi, tối cô còn live muộn vậy. Cô giáo có tâm nhất Vịnh Bắc Bộ. Tranh thủ chị ạ. Vì dạo này á, buổi tối em có rất là nhiều khóa học em muốn đi học. Cho nên là tối hôm nào mà em không đi học em sẽ phải tranh thủ livestream ngay lập tức. Nếu không thì sau sẽ không có thời gian để livestream. Mà Facebook dạo này đã kém tương tác rồi lại còn không livestream nữa, mọi người sẽ quên hết cả Mai Phan. Mà bị quên là sẽ rất là buồn đấy. Không được để mọi người quên mình. Quên là phải nhắc lại cho nhớ ngay. Bạn Họa Mi, chị ơi kẻ massage cho đẹp thế chị? Kẻ massage cho đẹp sẽ phụ thuộc theo khuôn mắt em nhé. Để chúng ta kẻ massage cho đẹp thì chúng ta phải hiểu được rằng là cái kỹ thuật của chúng ta kẻ mắt nữa. Ví dụ như các bạn gặp, nhìn thấy chị, các bạn gặp một cái khuôn mắt sách thì các bạn sẽ kẻ đường eyeliner ngang nhé. Còn khi mà các bạn gặp một cái khuôn mắt mà là khuôn mắt sệ thì các bạn hãy kẻ cái đường eyeliner xéo. Thì và khi mà chúng ta make những tông Tây ạ thì hoàn toàn là chúng ta sẽ kẻ eyeliner xéo. Còn make up những cái tông Hàn Quốc thì chúng mình sẽ kẻ ngang. Nên chúng mình chỉ cần hiểu được cái nguyên tắc cơ bản trong kẻ mắt thì chắc chắn là khi mà em hiểu được thì em sẽ kẻ được cái đường kẻ mắt đẹp và phù hợp với cả từng khuôn mắt. Nhìn lên cho chị một xíu. Chị Diệu Linh vẫn theo dõi cô giáo từng ngày mà bỏ cô sao được. Nhớ. Lâu lắm rồi không thể sang đây chơi. Cái Nguyên nó chăm lắm đấy. Hôm nào chị đi cùng nó sang đây đi. Bạn Họa Mi, cắn mi sao cho để không bị cộm mắt vậy ạ? Tỉa chân mi đi em ơi, em tỉa cái gân mi đi nhá. Khi mà chúng ta tỉa gân mi đi thì chắc chắn là nó lên mắt sẽ không còn bị cộm mà không bị khó chịu nữa, bởi vì đường gân lún đó thì mình đã tỉa hết rồi. Xin chào chị áo cưới Cung Việt. Xin chào Ly Á, xin chào chị Trường Nga. Bạn Oxy, chị mẫu thần thái quá luôn. Thật ra là khi mà chúng ta make up tông này lên ấy thì hầu hết là gương mặt nào cũng sẽ rất là thần thái. Bạn mẫu này nếu như bạn nào xem livestream từ đầu thì sẽ thấy là gương mặt của bạn ấy rất là nhiều mụn và gương mặt to nữa. Nhưng mà make tông này lên thì quả thật là rất là phù hợp với bạn ấy, cho nên là mặt thần thái dã man. Chị Trường Ngà chất quá cô giáo ơi. Cảm ơn Trường Ngà. Nhớ lắm. Da đã đen lại còn mắt một mí. Nhớ đem chua. Nhìn thẳng, nhìn thẳng. Nhớ vài chục cánh đem chua. Cô chị Trường Ngà. Nhớ cả chồng Trường Ngà nữa cơ. Ơi, đưa vợ ra đi học, chăm vợ. Nhưng nhớ chị thôi, đừng nhớ chồng chị làm gì. Ngày biết khoảng tầm chục cái sơ cắt tút thôi mà. À nhớ rồi. Vợ đuổi về mình buồn. Bạn Thơm Nguyễn cho em coi mascara của chị hôm nay xài với. Ok luôn, thì xuống giúp chị với. Bạn Thơm Nguyễn ơi, mascara đây nha. Mascara của Maybelline, không lem không trôi. Màu to lên, mặc như hết tiền thế. Nói trời hết hơi. Màu to lên cái coi xem nào. Xin chào bạn Nguyễn Minh Nguyệt, xin chào Hồ Hường, chào Muôn Phạm, chào Hà Thị Mỹ Anh. Chị Trường Ngà, cô giáo nói xong cả nhà ngồi cưới em vì em đang bật loa máy tính. Xin lỗi cả nhà Trường Ngà nhá. Cứ tưởng là một mình đang xem điện thoại, hóa ra bật hẳn máy tính, làm cô giáo lỡ mồm. Chị Họa Mi, em cảm ơn chị. Chắc chắn sang năm em sẽ thu xếp xuống gặp chị học nâng cao một lần. Chị sẽ luôn luôn mong chờ Họa Mi xinh gái. Tên Facebook hay chắc chắn là sẽ xinh gái rồi. Họa Mi chị Muôn Phạm bây giờ mới thấy like, tiếc thế. Muôn Phạm ơi, hãy xem lại livestream. Trước khi xem lại thì hãy xài livestream cho Mai Phạm một cái đã nào. Bởi vì mấy phút nữa là Mai đã tắt livestream rồi. Xong rồi đây này, make up xong rồi đây này. Cái tông make up này thì cái phần cổ ấy nó cũng sẽ phải óng và nó cũng sẽ phải nâu theo cái da mặt này luôn. Cho nên là cần phải có bóng 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 bóng. Xin chào Lâm Lâm, chào Thanh Vân. Bạn Hồ Hường, em chào cô giáo yêu ạ. Chào Hồ Hường nhá. Chị Trường Ngà, em nói rồi, hôm nào cô like em cũng vừa ngồi vừa chỉnh ảnh vừa xem. Đến nỗi chồng của em cũng thuộc lòng giọng của cô giáo. Này chỉnh ảnh cẩn thận đấy nha. Chỉnh ảnh đừng chỉnh ảnh cô giáo. Đừng có mà chỉnh nhầm nhá. Chỉnh ảnh cô giáo. Cả nhà ơi, đây là một lớp nền rất là căng bóng cho khách hàng của chúng ta. Tuy nhiên là hôm nay thì Mai make một cái tông nó rất là châu Âu, đậm chất châu Âu, cho nên là tông make up này chúng mình không ứng dụng được cho cô dâu. Thế nhưng mà chúng mình sẽ ứng dụng được một cái lớp nền nha các bạn nhé. Lớp nền này, lông mày này rất là hữu ích đúng không ạ? Đó, lớp nền rất là căng mọng nha. Xem qua livestream thì sẽ luôn luôn là thực tế nhất. Và hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ Mai Phan nhiều hơn nữa để Mai Phan chăm chỉ livestream chia sẻ make up với mọi người nhá. Trường Ngà, ôi da đen của em mà được make tông nâu thế này thì hơi bị hợp luôn. Đâu chị thề về em mà make tông này thì quá hợp luôn ấy, quá xuất sắc luôn ấy. Vạn người mê. Nó phải gọi là vạn người mê là đúng rồi. Xuất sắc lắm luôn ấy. Mọi người vào xem đông quá. Mai vừa chia sẻ một tông make up và cái cách mà chúng ta xử lý cho cái làn da mụn nhiều khuyết điểm. Rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi. Mai Phan, chào Thỏ Makeup, chào Vịt Vịt Donald, chào Miko Phương Thùy, chào tất cả các bạn. Hôm nay make tông gì đó hả chị? Lạ thế à, Môn Phạm ơi, hôm nay là một tông make up rất là châu Âu, dành cho những bạn thích những phong cách make up cá tính mạnh mẽ. Thì chúng mình sẽ make tông này nhá. Cho xin một cái khuyên tai thật lồng lộn nào. Cái nào màu bạc? Cái nào cũng bạc. Cái đấy đi. Cái này nó phải mạnh mẽ lên. Đây, đeo chị cái chốt vào. Cái mic đồ này cũng rất là quan trọng nha mọi người nhá. Khi mà chúng ta make up cho khách hàng chúng ta xong ấy, thì mình cần quan tâm đến cái việc là họ mặc cái gì, họ mặc đồ như thế nào. Ví dụ như mặc váy cưới thì sẽ là mặc váy cưới màu gì, và cái họa tiết ở trên cái váy cưới đấy nó sẽ là họa tiết gem hay là họa tiết đá hay là họa tiết hạt chai. Thì chúng mình sẽ mix lên, chúng mình sẽ mix đồ lên, tóc cũng như là khuyên tai hay vòng cổ ấy, nó phải thật là phù hợp nhá, thật là phù hợp với cả cái váy của cô dâu và với gương mặt của cô dâu nữa. Kiểu tóc này là kiểu tóc gì vậy? Kiểu tóc của đứa. Kiểu tóc nghĩ đang nằm trong 5 phút. Chị này với em là kiểu tóc này chị cũng không biết là đặt tên cho nó là kiểu gì. Kiểu mai mà chị chỉ muốn rằng là hôm nay chị sẽ gửi đến mọi người một cái tông make up nó rất là Tây. Cho nên là chị mới làm cái kiểu tóc này trong vòng 5 phút. Với cả là bạn mẫu, khi mà chị livestream ấy, chị cũng không có ý định là chị sẽ livestream, nên là chị tìm được mẫu rất là muộn và đã làm tất cả mọi thứ đều rất là nhanh chóng. Đó, kiểu tóc này rất là chất luôn, chất lắm luôn nha, cực kỳ chất với kiểu tóc này luôn. Mọi người hãy đặt tên kiểu tóc này cho Mai Phan nhá. Chào Bằng Nguyễn, chào Hà Nguyễn nhá. Mon Phạm son pha màu hay một màu đánh lên thế ạ? Son này pha 2 màu cộng thêm với cả màu mắt nữa nhé em nhé. Son được pha 2 màu cộng thêm với cả màu mắt nữa em nhé. Bây giờ thì Mai rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream của Mai Phan. Và Mai đang thấy rằng là không còn sớm nữa, là Mai nghĩ là Mai sẽ tắt livestream để cho tất cả các chị em còn đi ngủ. Nếu không thì nằm bên cạnh ông chồng mà cứ cầm livestream xem livestream của Mai Phan. Xong rồi các anh ý lại véo cho, cấu véo, méo miếc các thứ là không được. Tóc bổ luống thời 2000. Hay đấy, tóc bổ luống thời 2000 hay đấy. Cảm ơn bạn Lệ Venus đã đặt một cái tên rất là hay. Chuột Sinh đang khen là xinh quá. Cảm ơn Chuột Sinh rất là nhiều. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Chúc mọi người ở buổi tối ngày hôm nay sẽ ngủ rất là ngon và mơ đẹp, thật nhiều những giấc mơ đẹp. Mai Phan cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở livestream sau nhá. Bye bye. Lạnh ai cho cười. Make up này phải lồng lạnh lồng.